Các bạn ạ, việc tí nữa mình sẽ... là thấy có cái lồng cổ đấy. Đấy, lồng chim, lồng bẫy chim cổ là treo rất là lâu rồi. Cái lồng này là cũng phải bao nhiêu năm rồi đấy. Đấy, bạn xem này, hay lan hay như các thứ cả trắng cả đen. Đấy, cái lồng cổ này. Đấy, và bây giờ hiện tại là chưa có chim, đấy, nên là lồng của các cụ hồi xưa làm đấy. Đấy, rất là chắc chắn là đây là cái thanh này là bằng gỗ uốn đấy. Gỗ. Đấy, bằng gỗ. À, bằng tre nhưng cũng vót, tự vót này. Hồi xưa thì làm gì có thép đâu mà cuốn cái chỗ vanh sập này. Đấy, giờ hồi xưa là toàn cái làm bằng cái này nhưng mà rất là bền này. Đấy, cho cái lồng này là bao nhiêu năm rồi đấy, nhưng mà chắc hồi xưa mới ra ít sắt ơi lốc thì làm đây này, cổ ok. Đấy, các bạn nhìn rõ nhá. Đấy, lồng rất là cổ luôn. Cái này về mà sửa sang đi thì là lại vẫn nhốt chim, vẫn đánh được, vẫn sập tốt. Đấy này. Đấy, sập. Đấy, mà cái này nó cũ quá rồi nên là mình đến nhà sưu tập. Anh ấy là thấy treo ở ngoài thôi, chắc vào bộ sưu tập cổ thôi. À, đi vào trong đây lại có cả có con dao này rất đẹp này. Dao này là của bộ đội. Đấy. Chắc là cũng lâu lắm rồi nên là thép hồi xưa rất là tốt. Đấy, đây về là chế lại. Chuôi này như chế lại được nhỉ? Đúng rồi, chế lại đấy. Đấy. Thôi, tình hình bây giờ mình cũng xin kết thúc clip ở đây, bởi vì là thấy cái lồng này đẹp quá nên là cũng cổ rồi, nên là cũng muốn quay lên để giới thiệu cho các anh em ngự lãm. Đấy, ngự lãm xem lại thôi. Đấy, lan hồi xưa làm đây này, nhìn nó có ấy này. Đấy, thôi bây giờ tình hình là mình phải đến giờ đi về rồi. Và xin anh em hãy ủng hộ mình hơn nữa bằng cách là đăng ký kênh và ấn chuông, và xem clip chia sẻ đến bạn bè anh em. Anh em nào muốn mua lồng chim thì khoảng 20 này bắt đầu là mình sẽ ship tất cả toàn quốc luôn, bởi vì là 20 xong mình làm xong một loạt hàng lồng chim, nó là lồng bẫy trà mào này, và lồng đặc biệt là năm nay là có lồng khuyên, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, nên là anh em nào muốn mua lồng hoặc là ship lồng thì hãy nhìn số điện thoại ở bên dưới cái clip này nhá. Thôi bây giờ mình xin chào các bạn.